Xin chào mọi người. Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin. Ngay bây giờ là 1 giờ 28 phút sáng ngày 9 tháng 9 năm 2024. Nhẹ vô luôn. BTC với con giá là 54.285. Thường thường à, thứ bảy chủ nhật là mình không có làm tín hiệu. Nhưng vừa rồi nó có à, một sự bay bổng mạnh bạo bởi vì bởi vậy mình cập nhật thêm cho anh em. Nhưng thường thường thứ bảy chủ nhật là mình nghỉ ngơi. Rõ ràng vừa rồi như vậy là mình cho bạn bắt đầu từ đây à, bắt đầu cái tín hiệu đẩy ra là từ đây đúng không đẩy ra từ đây cái tín hiệu vừa rồi là mình nói một là nó sập luôn hai là nó sẽ lên rồi nó sập và mình nói cái xác suất cao á ok trong cuối tuần á, là nó lên thêm lên thêm lên thêm là cũng giống như cái đường chỉ này lên rồi sau đó là nó sập tới cái sóng số số 5 ok thì đây mình sẽ xóa bớt ok thì vừa rồi như vậy là mình nói cái chuyện này xảy ra nó sẽ lên thêm chứ nó không phải sập từ đây ok thì vừa rồi là khá là chính xác ok cái sự sụp đổ này vừa rồi là mình chia sẻ cho bạn ok mình sẽ bắt đầu từ đây và sau đó mình sẽ đi lại tín hiệu một chút xíu cho anh em thì đây là sóng số 1 đây là sóng số 2 đây là sóng số 3 đây là sóng số 4 và sau đó là mình có cái sóng số 5 vẫn vậy ok năm sóng đi xuống như vậy để tạo sóng số 3 sau đó mình có sóng số 4 và sóng số 5 để tạo sóng số 3 lớn ok ok và tiếp tục như vậy sống số 3 lớn mình có sống số 4 và sống số 5 tới cái khu vực um, khu vực giá này giá này kép thì nó không thay đổi nghe cho những người nào mới nhảy vô thị trường ngày 1 ngày 2 thì nhớ nhắn cho nhân viên lấy những cái tập vừa rồi bởi vì mình chỉ đi theo tập thôi lấy những cái tập vừa rồi để xác thực tín hiệu cái thứ hai nữa để lấy được cái kiến thức trong những cái video vừa rồi mình đẩy ra kết. và để bằng xác thực xác thực có thể cái sự chính xác nó như thế nào thì mình sẽ bắt đầu từ đây 4 có thể đã kết thúc ở đây nha đã, đã, kết thúc đây và 5 là nó sẽ tới cái vùng này sống số 5 là nó sẽ đếp cánh ở cái vùng 51 52.100 và 51.500 và xác suất cao là 51.500 51.500 cái chống lưng đã được thay đổi 50.500 giữ được thì tất cả mọi thứ sẽ leo thang có nghĩa là từ 3 lên 4 từ 3 lên 4 rồi sau đó xuống 5 giá tại bảng 50.500 giữ được thì tất cả mọi thứ sẽ lao thang. Nhưng mà sắp 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 nếu mà nó under 50.000, 500 từ 3 tới 5 tiếng thì là sắp sắp sắp, sắp luôn rồi. Nó sẽ không có không có sóng số. Số số 4. Cho là một ví dụ con giá 50.500. Nhớ là lúc mà nó sập dưới gì? Bất cứ một con giá nào mình đưa ra nếu nó sập từ 3 tới 5 tiếng thì nó đã sập luôn rồi. Nghe nó đã sập luôn rồi. Fail luôn rồi. Ok. Nó sập luôn rồi. Có nghĩa là nếu nó sập dưới con giá 50 ngàn, 500 từ 3 tới 5 tiếng có nghĩa là sóng số 4 sẽ không được, không được, không được diễn ra. Đây mình dứt cái này qua một chút xíu để cho nó dễ, chỉ coi hơn. Okay. Thì đây mình bắt đầu từ đây. Từ 4 xuống 5 như vậy nó sẽ có 5 sóng nhỏ. Đây là 1, đây là 2, đây là 3, đây là 4 và đây là 5. Nhớ mình vẽ thì mình là vẽ tượng chân thôi. vẽ tượng chân thôi ha. Okay. 5 sóng xuống như vậy. 5 sóng xanh này xuống để tạo sóng số số 5. Okay, từ 4 tới 5 thì nó sẽ có 5 sóng nhỏ. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 sóng, 5 sóng Thì okay. vừa, vừa, rồi như vậy. Đây là nếu mà đây là sóng số 1, đây là sóng số 2. Sóng số 2 này vẫn vẫn là ok. Vẫn là ok. Nghe vẫn là ok. Biết là nó có hơi hơi dài chút xíu. Nhưng mà là vẫn là ok. Bạn vẫn có thể đếm như vậy được. cái okay, 5 sóng xuống như vậy. Để tạo sóng số số 5. Trùng hợp như vậy đó. Nó có một cách đếm nữa. Là đây là A, đây là B và đây là C. A, B, C như vậy. Nha. Rõ ràng mình đã chia sẻ cho bạn. Để cho mình biết là con trâu nó có mặt trong thị trường có nghĩa là tiếp tục nó bay 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 bay, bay luôn. Và đây là đáy của nó rồi. Rồi vào con giá 52.500 vừa rồi. Nha, 52.500 vừa rồi. Bạn có thể thấy là đây là những con giá mình chia sẻ cho bạn. ngay trong trước khi cái sự sập trước khi sự sập đây là những con giá và bạn thấy là nó ngừng chân đúng 52.500 52.500 Okay. đây là những con giá mình chia sẻ cho bạn. Lúc nó ở trên cái vùng ở trên đây là, cái vùng trên đây là, đây là những con giá mình nói là nó sập lại và nó sập Vừa rồi như vậy bạn có thể thấy là nó sập đúng cái con giá là 52.500 cái sự chính xác nó như thế nào. Okay. Đây là những con giá nó đã sập và nó đã cắn cái okay. và nó bật bên đi lên lại. Thì nếu mà nó bật bên đi lên lại như vậy đó, nếu nhớ và nếu nó chỉ có là nó tạo ABC không thôi, Nghe ABC không thôi nhé, thì tiếp tục là nó sập tiếp. Nếu chỉ có ABC lên thôi thì nó sập tiếp nhưng ngay ở đây ngay ở đây nếu mà nó có năm sóng đi lên năm sóng đi lên và cái năm sóng đi lên để mình uh, mình cân nhắc luôn với một cái cái nấu no ở đây cho bạn ok nếu mà nó có năm năm wave đúng không ok năm wave ok năm wave đi lên như vậy ok năm wave up thì hả năm wave đi lên như vậy và nó nó rờ được nó rụt nó đụng được ha reaches ok nó đụng được 57 mươi bảy ngàn năm k ok thì cái tín hiệu đó nó là rất là bullish nó rất là tốt ok có nghĩa là con trâu nó có mặt rồi đó có mặt rồi đó thì đây là mình sẽ cân nhắc bạn với một cái màu khác nó đi ha đây cân nhắc biết rằng nhà mình đã cân nhắc cái về con giá 57.000 trong cái tập vừa rồi chứ không phải là không ở đây mình đã nói cho bạn đây nếu mà nó lên được con giá 57.000 từ 3 tới 5 tiếng thì nó đã lên rồi 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 rồi, rồi. có nghĩa là con trâu đã có mặt con trâu đã có mặt có nghĩa là tiếp tục leo thang nếu nó có năm sống như vậy từ cái đấy của nó, từ cái đấy của nó. Nghe bây giờ về đếm sóng từ đây bạn có thể đếm đây đây là 1, đây là 2 thôi. Nghe, nó phải có 3, 4 và 5 như vậy, nó có 5 sóng đi lên như vậy. Nếu mà nó có 5 5 sóng đi lên như vậy. Nhà 5 sóng đi lên. Đây mình vẽ mình vẽ tượng trưng cho bạn ha. Đây là 1, đây là 2, ok. Đây là 3, đây là 4, đây là 5. Nếu nó có 5 sóng như vậy đi lên. Ok. Và đã được cương nhắc với chữ nghĩa đây, 5 sóng đi lên như vậy. Và R được luôn, con giá 57 000 57 000 nằm trên con giá 57 ngàn nhớ là nằm trên con giá 57 ngàn á, thì nằm trên như thế nào nó phải có một cái phong cách nhớ là nằm trên cái con giá 57 ngàn như thế nào nằm trên con giá 57 ngàn từ 3 tới 5 tiếng nhà từ 3 tới 5 tiếng lúc nào cũng vậy mình phải cần xác thật chứ một cái râu lên nó trả tính một cái gì hết à, nó trả tính một cái gì hết nếu nó nằm trên con giá 57 ngàn ok 57 ngàn đúng không ok nằm trên con giá 57 ngàn từ 3 tới 5 tiếng ok thì nó đã là, là gì là chuẩn bị tới đây là nó bay 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 ok bay 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 và cái thị trường này nó chuyển đổi rất nhanh nếu nó cắn được con giá 57.000 ngàn đây là con giá 57.000 ngàn nè đúng không ok từ 3 tới 5 tiếng ở đây đã cân nhắc rồi từ ba tới tiếng, thì lên 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 luôn rồi cân nhắc ở đây thêm một lần nữa okay. mình cần năm sóng đi lên màu xanh như vậy ok năm sóng đây mình có thể đổi nó thành một cam để cho dễ coi okay. đó là cơ hội nếu mà nó có năm sóng đi lên cắn con giá 57 mươi thì là lên 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 luôn rồi nhưng rõ ràng tín hiệu đầu tiên nó nói lên chuyện cái con trâu đang có mặt á, là nó cắn con giá 56 000 rồi nè ok trong cái tín hiệu vừa rồi mình đã cân nhắc cắn con sẽ bullish rất là bullish nếu cái tín hiệu đầu tiên nó lên 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 như vậy nó cắn được con giá 56 000 cái okay, 56 000 ok 3 tới 5 giờ 3 tới 5 giờ miễn sân nó lên trên đó lên trên con giá 56 000 ổn định ổn định nó không có đánh một cái râu rồi sập xuống đánh một cái râu rồi sập xuống đánh một cái râu rồi sập xuống nhưng nó nằm trên cái bành vàng này từ 3 tới 5 tiếng thì là xác suất của nó sẽ cắn con này và đi luôn ok nhưng mà uh, bắt đầu từ con giá 56 nhưng đóng dấu đóng dấu là con giá 57. Nếu mình có năm sóng giống như vành cam này, đây là một, đây là hai của nó này, đây là ba là bốn và 5, năm sóng đi lên như vậy. Cắn con giá 57 thì là nó là bay rồi, tiếp tục bay 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 bay, bay, bay lên lại. Kết. Okay. Và nếu nó bay như vậy á thì là nghĩa là sao? Thì đây mình tắt tất cả mọi thứ đi ha, tắt đi cả cái, tứ. Và mình sẽ zoom ra một chút xíu để mình giải thích. Nếu mà nó có năm sóng ở đây cắn con giá 57 là sao? có nghĩa đây là đây là con giá 49 của nó vừa rồi là cái đáy của nó rồi từ, từ đây đi lên chỉ là sóng số 1 thôi sóng số 1 thôi từ sóng số 1 đây ha sóng số 1 sóng số 1 và đây là sóng số 2 của nó con giá 52.500 vừa rồi là sóng số 2 của nó và chuẩn bị tới đây là lên trên 3 trên trên 3 lên trên 3 từ 2 lên 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 3 như vậy thì có nghĩa là nó bay rất mạnh và rất nhanh từ 2 lên 3 là nó lên tới của nó sẽ đánh vỡ cái đỉnh vừa rồi của nó là 57 50, 50 uh, là 70 xin lỗi bạn 70 73.800 cái 73, 800, okay, 73 800, ok và không chỉ vậy nó bay 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 lên tới cái vùng 90.000 100.000 rất nhanh nếu đây là sóng số 1 và đây là sóng số 2 của nó từ 2 lên 3 như vậy từ 2 lên 3 sẽ chạy rất nhanh bắt đầu từ con giá gì bắt đầu từ cái vùng nho nhỏ dưới đây mình cần thấy con giá 57.000 nằm trên bàn 57 57 57 nằm trên ngàn bàn và nó cắn cái con giá 57 theo cái phong cách là nó không đánh chỉ là một cái râu lên thôi nhưng mà nó là gì nó nằm trên con giá 57.000 nó nằm trên con giá 57.000 từ 3 tới 5 tiếng ít nhất để xác thật cái câu chuyện đó nhớ là vậy nha đây là đóng dấu 1, đây là đống dấu 2 56.000, 57.000 ok, thì nó, đó là cái câu chuyện ok, bởi vậy mình để sóng số 2 ở đây cho bạn với một câu hỏi như vậy nếu sóng số 2 bắt đầu ở đây thì sóng số 3 sẽ bay rất nhanh, rất nhanh, rất nhanh ok thì nó có 3 trường hợp đang được diễn ra ngay bây giờ 1, nó chỉ là ABC thôi nếu mà ABC 3 sóng lên thì nó sẽ sập lại đúng mặt sập lại ABC đây mình cho bạn cái mũi tên chỉ xuống đi cho bạn khỏi có quên ABC là sẽ, thì nó sẽ nó sẽ chúc đầu đi xuống lại nếu nó chỉ có ABC thôi. Ok. Còn nếu mà nó có năm sóng lên. này okay, năm sóng lên thì gì? Thì rõ ràng năm sóng lên như vậy nó sẽ có ba cái sóng hồi nhưng mà tiếp tục nó sẽ leo thang. Ok thì ba năm sóng lên là rất là bullish này, Năm sóng lên nè. Ok. Cắn cắn được giá 57 thì rất là bullish. Sau khi năm sóng lên như vậy nó sẽ vẫn có sẽ ba cái sóng hồi rồi sau đó nó tiếp tục leo thang. Ok thì đó là cái trường hợp thứ hai. Đây là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai. Ok. Đây là trường hợp Ok mình sẽ nói sắp xếp về cái trường hợp đi ha cái trường hợp đầu tiên á là cái sóng số năm này được diễn ra nha sóng số năm ra, ra rơi vào những con giá này rơi vào những con giá này cái okay, những con giá này đó là trường hợp xác suất cao nhất ngay bây giờ nhưng mà nếu nó lên nó lên được ở okay, và trước khi nó cắn con giá 56 mình có một cái sự cân nhắc cho bạn là cái điều chỉ màu đen này bạn thấy ngay bây giờ nó đang đóng băng thôi chứ gì hết cái đường chỉ màu đen này rất là quan trọng coi nó cũng giống như là một cái kháng cự kháng cự bởi vì sao nó bắt đầu từ túc ở trên đây là nó đã đụng bao nhiêu chỗ rồi đây nguyên, nguyên cái khu vực này nó đã đụng nguyên khu vực này nó đã đụng ok thì coi nó đây cũng như là một cái kháng cự đây mình vẽ thêm một cái đường chỉ ngay đó nữa gọi là khỏi thắc mắc đúng không cái đường chỉ đây ok và mình để một cái màu mà bạn không có thể quên được đúng không cái màu khác đây ha mình để một cái màu à màu này đi màu này cái màu này để ý đường chỉ màu đen nếu nó cắn đường chỉ màu đen nằm trên đường chỉ màu đen à, từ 3 tới 5 tiếng thì xác suất là 50 56 và 57 ok có thể rờ được nằm trên đường chỉ màu đen này bắt đầu từ cái đường chỉ màu đen này còn vẫn nằm dưới đường chỉ màu đen này á thì coi nó cũng giống như, như một cái kháng cự cũng giống như, như một con giá màu xanh thôi có nghĩa là nó đẩy xuống có nghĩa là đây sống số 1 đây sống số 2 đây sống số 3 đây sống số 4 và đây là sống số 5 5 5 5 5 5 5 ok có nghĩa là sập thêm sập thêm nữa ok cân nhắc cân nhắc ok thì cái trường hợp đầu tiên là từ 4 nè, xuống 5 là cái trường hợp đầu tiên xác suất cao nhất. Trường hợp thứ hai là cái sóng xanh này, ABC ABC sẽ được tạo ra. Nhưng mà tới khi tới khi nếu mà nó có 5 sóng leo thang lên như vậy, cắn con giá 57 mình vẽ là vẽ tường chân nha, cắn giá 57 thì là gì? Cái xu hướng nó đã đổi. Nếu nó cắn được con giá 56 và 57 thì xu hướng nó là gì? Và nó có 5 sóng đi lên luôn thì xu hướng nó là lên 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 lên. Tới khi nó cắn con giá 56, 57 thì xu hướng là lên 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 lên, lên 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 ok năm sáu và năm bảy ok mình cần những con giá đó nó phải nằm trên cái màn hình còn không có nếu mà cái con giá 57 và 56 không nằm trên màn hình á thì xác suất là gì à, một là nó sập luôn hai là chỉ abc lên rồi nó sập lại chứ không có gì hết Nghe abc lên nó sập lại trong gì hết đây thì đây là mình cho bạn số 1 và số 2 đóng dấu đi lên đúng không thì cái kháng cự cái đường chỉ màu đen này cũng giống như là con giá con giá số 0 đi số 0 đi ha số 0 đi ha. nó nói lên câu chuyện đi lên Cán đường chỉ màu đen số 0, nằm trên đường chỉ màu đen từ 3 tới 5 tiếng đó là số 0, sau đó là 56, 57 thì xác suất là nó sẽ bay 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 bay, bay bay và bay, ok. Còn dưới nằm dưới đường chỉ màu đen, xác suất nằm dưới đường chỉ màu đen là gì? Xác suất nằm dưới đường chỉ màu đen là xuống. Ok thì đây mình để cho bạn, mình để hai cái mũi tên ngay cái đường chỉ màu đen lột xuống hoặc lên cho bạn. Ok để cho bạn cân nhắc. ok nằm trên điều chỉnh màu đen từ 3 tới 5 tiếng thì ráp cánh bay lên tới 56 và vân vân và sau đó 57 đã chứng tỏ nó năm sóng đi lên như vậy là tiếp tục leo thẳng leo thẳng châu có mặt trong thị trường ok chừng nào nó đớp được con giá 57 ngàn từ 3 tới 5 tiếng là châu nằm trong cái thị trường còn còn nếu mà nó bay bổng mà nó không cắn được 56 và 57 á, thì nó chỉ là ABC thôi AB và C. C C đúng không AB và C nó chỉ có AB và C thôi nếu mà AB và C thì xác suất là gì nó sẽ sập lại sập lại đây mũi tên chỉ sẵn nó sập lại ok để ý đường chỉ màu đen ok để ý đường chỉ màu đen còn nó vẫn nằm dưới đường chỉ màu đen trong những cái giờ tiếp theo thì là gì là xác suất là sóng số năm sẽ được diễn ra nha sóng số năm diễn ra có thể trong những cái giờ tới đây Nghe bây giờ nó chỉ là một giờ mấy chiều một giờ mấy trưa ở bên mỹ thôi nghe nào vẫn có thể cái chuyện này xảy ra nè ok là có nghĩa là đây là a đây là b đúng không đây là b và đây là c đánh lên c sau đó đạp xuống lại nghe đánh lên c sau đó đạp xuống lại cân nhắc cân nhắc ok ờ, đừng có đừng có đừng có quên rằng nghe nó phải cần năm sóng đi lên năm sóng đi lên cắn cái con giá 57.000 thì nó mới là bullish còn mà nếu nó chỉ đánh a b c c có thể đánh cao hơn chút xíu đúng không rồi sau đó là nó đạp xuống lại Nha, thì không có tính nha mình có thể cắn ở đây đây đánh cao lên rồi đạp xuống lại thì không có tính nghe cần nhắc cần nhắc đạp xuống lại thì không có tính nha đánh cao lên rồi đạp xuống lại có nghĩa là đánh vượt qua đường chỉ màu đen sau đó là nó chỉ là a B, c c Ai, nếu a B, c, nó chỉ có ba sóng thôi thì nó sẽ đạp xuống lại ok chừng nào tới khi tới khi nó có năm sóng đi lên như vậy cắn con giá 57 thì mình mới tiếp tục leo thang ok bởi vậy mình để những cái chữ đồng những con giá quan trọng là 56 mươi sáu nè năm giá con giá là năm bảy là cái bóc giá đúng không còn mà nó đánh sập xuống á đánh sập xuống nó okay, từ 3 từ 4 tới 5 xin lỗi bạn từ 4 tới 5 như vậy nha từ 4 tới 5 như vậy đây mình có để để cho nó nó chuẩn hơn xác suất là nó sẽ đắp cánh ở cái vùng 51 50, 51 500 đúng không đây không giảm đây là 51 500 xác suất từ 4 xuống 5 như vậy và đỏ từ 4 xuống 5 như vậy nó sẽ có 5 6 đây 1 2 3 4 5 ok nó sẽ đặt và nó sẽ xác suất cao là nó sẽ rời rời được con giá 51.000 ok để tạo cái sóng gì để tạo cái chỉ là sóng số 3 thôi rồi sau đó mình có sóng số 4 ok và sau đó là mình có sóng số 5 của cái sóng 3 xuống 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 như vậy ok thì những người nào không biết hiểu cái cái khúc này á quay lại những cái tập vừa rồi để coi để bạn có gọi là đừng bỏ lỡ một cái tập nào hết đây là sóng số 1 của nó này đây là sóng số 2 của nó này ok và đây là sóng số 3 của nó ok từ 2 xuống vậy từ 2 nè ok xuống tới 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 ba thì nó có 5 sóng nhỏ sóng đỏ đây Đây là một đây là hai ok đây là ba đây là 4 và và đây là 5 Ok vừa rồi như vậy cái sự sụp đổ này đã cương cân nhắc cân nhắc cân nhắc 10 tập vừa rồi ngàn những con giá vừa rồi nó rờ được con giá 50 mấy 53.652.200 52 52.500 đây là những con giá nó trong cái màn hình ít nhất là 10 cái video tín hiệu vừa rồi ở cái vừa rồi nó đã đạt được con giá 52.500 Ok nếu nó có bay nghe bây giờ thì nó phải chứng tỏ nó nghe cán con giá nằm trên đường chỉ đen cán con giá 56 và 57 năm sống đi lên như vậy năm sống đi lên Ok còn không có là cái cái định mệnh đúng không sống số 5 sẽ được diễn ra từ 4 tới 5 như vậy và từ 4 tới năm như vậy nó có năm sống nhỏ 1 2 3 4 5 từ vừa rồi như vậy cái sự sập này mình cho bạn nếu tín hiệu nó chuẩn ghi chuẩn 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 bên dưới giúp mình ở đây mình cho bạn cái sóng hồi lên ok đây ở khu vực này mình nói là nó hồi đi lên ok bởi vì vừa rồi nó cắn được con giá 50 52 500 52 500 ok trước khi nó sập mình cho bạn những con giá này vừa rồi nó cắn 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 ba con giá rồi ok mình kêu nó sẽ quay đầu đi lên vừa rồi nó quay đầu đi lên tới khúc này một là sập xuống hai là lên thì mình xác suất mình nói là cao là nó sẽ bò lên thêm một chút xíu nữa thì vừa rồi nó cũng đã bò lên lên một khúc xíu nữa ok tới cái kháng cự của nó kháng cự của nó ok thì vừa rồi như vậy nó bò lên là được 50 54, 4.800 54.800 đây và người ta thấy 54.800 đây 54.800 ok bạn thấy con, con, lên nó bò lên được 54.800 đâu 54.800 đây thì sập xuống là mình cho bạn con giá nào nó sập tới đâu năm 2500 mình cho bạn trước khi nó sập xuống trước khi nó bò lên như vậy mình cho bạn những con giá của kháng cự thì đây nó nó đục được con giá 54.800 đây 54.800 thì nó là vậy ok thì cái tín hiệu nó chuẩn như thế nào ok nếu nó chuẩn ok bỏ một dây ra ghi bên dưới giúp mình tín hiệu của tiền ở Canada chuẩn 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 vừa rồi nó như vậy nó giúp bạn vô được lệnh long vô vô được lệnh short để okay. bạn thắng được cuộc chơi thì ghi bên dưới tiền ở Canada giúp bạn chốt 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 đơn chốt 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 đơn ok cái cái trải nghiệm của bạn tín hiệu như thế nào thì bạn ghi như như thế đó bên dưới giúp mình cảm ơn cảm ơn và cảm ơn và đừng quên ứng vô ngón tay rõ ràng hôm nay là đã bước qua ngày thứ hai rồi chủ nhật chủ nhật thứ bảy chủ nhật thì thường mình không làm tín hiệu nhưng mình vẫn cố gắng đẩy ra để bạn biết những cái trường hợp nó đang được diễn ra ngay bây giờ và canh canh cái đường chỉ đen này ok nếu dưới nếu giá vẫn nằm dưới được chỉ đen thì xác suất nó chỉ có một sóng được diễn ra thôi là sóng một sóng hai sóng ba sóng bốn và sóng năm để tạo sóng số năm lớn này vậy thôi ok và thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong video này nếu tín hiệu nó chuẩn ghi chữ tín hiệu tiền ở này chuẩn chuẩn bên dưới nếu nó giúp bạn chốt đơn ngay ghi tín hiệu của tiền ở bạn đã đăng ký được bao nhiêu tháng rồi tín hiệu nó chuẩn như thế nào nó đã giúp bạn chốt được bao nhiêu vân 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 và vân vân và đừng quên ứng vô ngón tay bên dưới có nghĩa ứng vô chữ thích thích và thích cảm ơn xin chào mọi người ngay bây giờ là một giờ bốn phút mình tranh thủ mình ngủ ok Ờ à, vậy thôi xin chào mọi người cảm ơn cảm ơn và cảm ơn